Thưa quý vị, thưa các bạn, để nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển thương hiệu đặc biệt quan trọng trong môi trường kinh tế hội nhập. Vì vậy, cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới, nâng cao uy tín, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp của mình. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, khởi đầu với muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng bằng ý chí, nghị lực, Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí PSA đã phát triển lớn mạnh, trở thành đơn vị thành viên quan trọng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Petrosesco. PSA đã nỗ lực khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành bất động sản, tạo dựng niềm tin với khách hàng cũng như các đối tác trong và ngoài nước. Chính vì vậy, đơn vị này cũng đã được vinh dự là một trong 88 đơn vị đạt thương hiệu quốc gia. Xác định được rằng là phải duy trì và phát triển nó để kỳ này còn kỳ sau rồi còn tiếp tục sau nữa chúng tôi vẫn sẽ là được công nhận là thương hiệu quốc gia. Và muốn làm được cái điều đó thì chúng tôi thường xuyên phải đào tạo lại, huấn luyện lại để làm sao mà duy trì được một cái chất lượng ngày càng cao, ngày càng chuyên nghiệp. Và bên cạnh cái việc đó thì chúng tôi trong toàn bộ hệ thống sản xuất kinh doanh của công ty là luôn luôn tuân theo một cái hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9001:2015. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại vật liệu xây dựng không nung, lần đầu tiên đạt thương hiệu quốc gia. Đến nay, sản phẩm của công ty Secoi đã xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để mà tạo ra được một cái thương hiệu tốt cho sản phẩm hay dịch vụ thì nó là phải kết tinh từ rất nhiều các cái kết quả chất lượng tốt, đấy, bao gồm cái hệ thống thống chiến lược của doanh nghiệp, rằng là cái hệ thống quản trị của doanh nghiệp đấy, rồi là hệ thống marketing, hệ thống quản trị thương hiệu của doanh nghiệp, thì nó đòi hỏi rằng là từ cái người lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp cho tới cái ban lãnh đạo trong doanh nghiệp thì họ phải nhận thức và họ phải có được cái ý chí, cái quyết tâm để mà thực hiện trong cả một cái chuỗi tất cả các cái yêu cầu như vậy thì mới tạo ra được một cái thương hiệu tốt. Trên đây chỉ là 2 trong số 88 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia. Họ đều ý thức được rằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do FTA, doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội thuận lợi để vươn ra thị trường thế giới. Cùng với đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang cận kề và làm thay đổi nhanh chóng về cách thức sản xuất. Bởi vậy, doanh nghiệp Việt, đặc biệt là doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia, cần hướng đến các sản phẩm mang thế mạnh riêng của Việt Nam hoặc những sản phẩm mà thế giới chưa làm. Đó cũng là thị trường ngách mà doanh nghiệp có thể tận dụng để chiếm lĩnh thị phần và cũng dần khẳng định thương hiệu quốc gia trên thế giới. Thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh qua cái công nghiệp, cái mạng công nghiệp 4.0. Các tập đoàn lớn là đổ vào Việt Nam rất là nhiều. Khi mà trong một cái cuộc chơi toàn cầu thì chúng ta phải tạo ra được một cái chuỗi giá trị nó mang tính chất toàn cầu thì sẽ thành công. Để được công nhận thương hiệu quốc gia là một quá trình phấn đấu gian khó, các doanh nghiệp sẽ luôn phải duy trì phát triển giá trị cốt lõi của chương trình. Đó là chất lượng đổi mới, sáng tạo và năng lực tiên phong. Các doanh nghiệp được công nhận thương hiệu quốc gia đều có ý thức trong việc xây dựng hình ảnh của mình để từ đó nâng cao hình ảnh thương hiệu quốc gia trên thị trường thế giới. Qua các năm thì cái trình độ phát triển của các doanh nghiệp trong cái nhóm đạt thương hiệu quốc gia càng ngày càng tốt hơn, cái mức độ đóng góp vào nền kinh tế cũng nhiều hơn, và đặc biệt là cái xu hướng xuất khẩu của doanh nghiệp chúng ta cũng đã định hướng đến cái phần này, nó cũng thể hiện rất là rõ qua cái báo cáo về số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp qua các cái kỳ chúng ta công nhận. Để xây dựng thương hiệu quốc gia mạnh thì không thể thiếu các thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp mạnh. Với chương trình thương hiệu quốc gia thì chúng tôi cũng không có tham vọng là đưa cái số lượng tăng lên thật nhiều, mà chúng tôi quan trọng là đi vào chất lượng. Cho nên là các cái doanh nghiệp được lựa chọn rất kỹ càng, có thể khẳng định cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy là các doanh nghiệp gần như là các doanh nghiệp tốt. Có cả một số các doanh nghiệp cỡ vừa tham gia. Thế nhưng mà cái tiêu chí để đưa vào đây là các doanh nghiệp này phải đại diện cho các ngành hàng hoặc lĩnh vực then chốt có cái mức độ hàm lượng công nghệ chế biến cao để phù hợp với cả cái định hướng về công nghiệp hóa của chúng ta. Xây dựng một thương hiệu mạnh là cả một quá trình lâu dài, bền bỉ và phải dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tổng lực các hoạt động để tạo nên thương hiệu. Không đơn giản chỉ là thương hiệu của sản phẩm hay dịch vụ mà là thương hiệu của cả một doanh nghiệp. Việt Nam đang hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia mạnh thì không thể thiếu các thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp mạnh.